Sau đây là thể lệ của phần thi Ngũ Phụng Tề Phi. Phần thi có 8 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. 4 thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 30 điểm. Các thí sinh trả lời đúng tiếp theo lần lượt được 25, 20 và 15 điểm. Thí sinh trả lời sai không có điểm. Ngũ Phụng Tề Phi là phần thi có quỹ điểm lớn nhất trong chương trình học trò xứ Quảng, với số điểm tối đa mà các bạn có thể ghi được ở phần thi này lên tới 240 điểm. Chúc cho các bạn thí sinh sẽ tận dụng thật tốt cơ hội để tạo ra sự bứt phá ở phần thi này. Bây giờ hãy cùng nhìn lên màn hình để xem những sự lựa chọn của phần thi này. Tương ứng với dòng chữ Ngũ Phụng Tề Phi là 13 câu hỏi để các bạn lựa chọn. Và người đầu tiên tham gia phần thi Ngũ Phụng Tề Phi là bạn Thảo Như. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi. Thưa chị, em lựa chọn câu hỏi số 2. Thảo Như lựa chọn câu hỏi số 2. Lực nào gây ra những hiện tượng xảy ra trong video? Xin mời đoạn video phần 3 gói 2 môn vật lý. Thời gian cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì tôi đã nhìn thấy đáp án của bạn Văn Hiệu chọn đáp án là B. Đáp án của bạn Quỳnh Hương ở 3 giây 05, bạn đã chọn đáp án là C và đáp án này cũng đúng. Bạn Bích Trâm đã chọn đáp án là D và đáp án này không đúng. Như vậy là bạn Quỳnh Hương ghi được 30 điểm ở câu hỏi này và bạn Thảo Như ghi được 25 điểm với đáp án C ở 3 giây 05. Xin được chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi của bạn Văn Hiệu. Xin mời Văn Hiệu. Số 13. Văn Hiệu lựa chọn câu hỏi số 13. Khi N bằng 3, A1 bằng 3, A2 bằng 1, A3 bằng 2, thì sau khi chạy sơ đồ khối đưa ra giải A là A, 3, 2, 1, B, 1, 3, 2, C, 1, 2, 3, hay D, 3, 1, 2. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Vâng, ở câu hỏi này thì có 3 đáp án đã được các bạn lựa chọn. Bạn Thảo Như và bạn Bích Trâm cùng chọn đáp án là A và bạn Bích Trâm là người đưa ra đáp án nhanh hơn. Bạn Văn Hiệu, ban đầu bạn chọn đáp án là C, sau đó bạn chọn đổi đáp án là D và bạn Quỳnh Hương chọn đáp án là B. Rất tiếc Văn Hiệu đã thay đổi câu trả lời của mình bởi vì đáp án của chúng tôi là đáp án C, 1, 2, 3. Như vậy là cả 4 thí sinh của chúng ta đều chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Bích Trâm. Xin mời Bích Trâm. Dạ, em chọn câu hỏi số 8. Bích Trâm lựa chọn câu hỏi số 8. Điền hình thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi. A, A, B, B, C, C hay D, D. Các bạn có nhìn rõ hình ảnh không ạ?
Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì Bích Trâm và Quỳnh Hương cùng chọn đáp án là A, và Quỳnh Hương là người chọn đáp án nhanh hơn. Văn Hiệu chọn đáp án là B và Thảo Như chọn đáp án là C. Xin được chúc mừng hai cô gái Bích Trâm và Quỳnh Hương. Quỳnh Hương, bạn đã ghi thêm được 30 điểm và Bích Trâm ghi thêm được 25 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Quỳnh Hương. Xin mời bạn. Thưa chị, em chọn câu hỏi số 6. Quỳnh Hương lựa chọn câu hỏi số 6. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch chứa chất X, thu được dung dịch không màu trong suốt. X có thể là chất nào trong số các chất sau? A. HBr, B. HCl, C. HF hay D. HI. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đều đã đưa ra những đáp án rất là nhanh ở những giây đầu tiên. Và họ có chung một đáp án, đó chính là đáp án C. Và đó cũng chính là đáp án của chúng tôi. Xin được chúc mừng cả bốn bạn thí sinh. Quỳnh Hương ghi được 30 điểm, Thảo Như ghi được 25 điểm, Văn Hiệu 20 điểm và Bích Trâm 15 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta vừa trải qua lượt đầu tiên của phần thi ngũ phụng tề phi. Bây giờ sẽ là lượt thứ hai và người bắt đầu lượt thi này chính là bạn Quỳnh Hương. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi. Thưa chị, em chọn câu hỏi số 4. Quỳnh Hương lựa chọn câu hỏi số 4. Dựa vào hình vẽ, khi A bằng 25, B bằng 15 thì kết quả là bao nhiêu? A 15, B 5, C 3 hay D 1. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Lại một lần nữa cả bốn thí sinh cùng rất đồng lòng chọn chung một đáp án, và đáp án mà họ lựa chọn là đáp án B 5, và đó cũng chính là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Và Quỳnh Hương là người đưa ra lựa đáp án nhanh nhất, bạn ghi được 30 điểm. Xin được chúc mừng Quỳnh Hương. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Bích Trâm. Xin mời Bích Trâm. Em chọn câu hỏi số 10. Bích Trâm lựa chọn câu hỏi số 10. Bạn Hiệu cắt 4 tấm bìa rồi tô màu lên một mặt của mỗi mẫu được cắt ra như 4 hình minh họa dưới đây. Mặt tô màu là mặt nhìn thấy. Hình lập phương sau được tạo thành từ hình nào trong 4 hình trên? A. Hình 1, B. Hình 2, C. Hình 3, D. Hình 4. Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Ở câu hỏi này thì Thảo Như và Văn Hiệu cùng chọn đáp án là D. Bích Trâm và Quỳnh Hương cùng chọn đáp án là C. Tuy nhiên đáp án đúng của chúng tôi lại là một trong hai đáp án mà các bạn không lựa chọn. Đó chính là đáp án B hình 2 ạ.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Văn Hiệu. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi. Dạ, số 9. Văn Hiệu lựa chọn câu hỏi số 9. Hình bên mô tả một viên bi bán kính R nhỏ thả lăn không trượt từ A và giả sử đến được B trên máng tròn đứng yên bán kính R lớn bằng 4,5 R nhỏ. Số vòng bi tự quay quanh trục qua tâm của nó khi lăn từ A đến B là bao nhiêu? A 2, B 4, C 4,5 hay D 3? Thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Thảo Như, Văn Hiệu và Quỳnh Hương cùng chọn đáp án là C và Bích Trâm lựa chọn đáp án là B. Tuy nhiên đáp án đúng của chúng tôi lại là đáp án A. Như vậy rất tiếc chưa có bạn nào ghi được điểm ở câu hỏi này. Như vậy chúng ta chỉ còn một lượt lựa chọn cuối cùng ở phần thi này và đó là lượt lựa chọn dành cho bạn Thảo Như. Xin mời bạn. Thưa chị, em lựa chọn gói câu hỏi số 5. Thảo Như lựa chọn câu hỏi số 5. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Who is he? He used to be a law professor. He served as a president of the United States. He served two terms in the White House. From 1993 to 21, he was the 42nd president of the United States. A. Barack Obama. B. George Bush. B. Bill Clinton. Or D. Donald Trump. Thời gian suy nghĩ cho các bạn. Bắt đầu. Ông đã từng là một giáo sư luật, ông cũng từng là tổng thống của nước Mỹ và ông làm việc tại Nhà Trắng từ năm 1993 đến năm 2001 và ông là tổng thống thứ 42 của nước Mỹ. Và đó chính là Bill Clinton. Xin được chúc mừng ba bạn Văn Hiệu, Bích Trâm và Quỳnh Hương. Quỳnh Hương ghi được 30 điểm, Văn Hiệu ghi được 25 điểm và Bích Trâm ghi được 20 điểm. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần thi ngũ phụng tề phi. Hãy cùng xem điểm số mà các bạn ghi được đến thời điểm này. Thảo Như đang có 190 điểm. Văn Hiệu đang có 65 điểm. Một trăm năm mươi là số điểm của bạn Bích Trâm. Và Quỳnh Hương đang tạm dẫn đầu với 260 điểm.